Vườn cây Mimosa XLA là vườn cây số 1 của miền Nam California trong hơn 36 năm qua, với đầy đủ cây ăn trái và hoa rất độc đáo của cả hai miền ôn và nhiệt đới. Đặc biệt, Mimosa XLA đang có vú sữa mít sake noni mãng cầu do Thái, na dai cây trứng cá, vải hoàng đế trái rất lớn, Sabuche Silaswood rất dễ có trái. Vườn cây Mimosa XLA mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, tọa lạc tại 6270 East Alton Street, thành phố Los Angeles, giữa đường Olympic và đường Whittier, điện thoại 323-722-4543. Nhận Visa và Mastercard, vườn cây Mimosa XLA kính mời. Thưa quý khán thính giả, đây là chương trình Quê Nhà Rất Xa Hoa Vẫn Nở với nhà văn nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến của vườn cây Mimosa XLA. Trong tuần lễ vừa qua thì quý vị đã xem anh tạo dáng cho cái cây này, sẽ tạo dáng để mà thành một trong những cái cây cảnh đẹp. Và bây giờ thì nhân viên của anh vẫn tiếp tục, sau khi mà bỏ những cái miếng foam vào trong đó để mà cho cái chậu nó, mình không cần phải bỏ đất cho nhiều, nó nặng quá cái chậu đó, thì bây giờ các anh bỏ cái potting soil vào đây phải không anh? Đúng là chúng tôi đến, nó là một cây kiền thôi, nó cũng không nhất thiết là cần phải là đất có cát, mà nó mà cái chậu nó dài và để phun ở dưới rồi, thành ra nó có thể thoát nước dễ dàng. Nhân viên của tôi vừa mới đổ đất vào và chúng tôi đã ấn xuống để chắc chắn là đất nó không bị tụt về sau này. Ok, bây giờ chúng ta thử bỏ cây vào chậu để xem coi nó cao thấp làm sao. Ok, bông gà adentro. Và cái cây nho kỳ trước thì chúng ta mới cần cát, còn cái cây này thì không cần cát. Thưa quý vị, cái cây này đó, vậy là nhân viên của tôi sẽ ấn nó xuống, bởi vì trong mọi trường hợp đất nó cũng sẽ tụt xuống. Suleva Emata. Otra vez. Fuerte. Chúng ta có thể làm cái điều đó để cho đất nó rẽ xuống. Thưa quý vị, cái cây này đó, nó quá dày thì nhân viên của tôi sẽ bỏ bớt cành để cho nó thoáng, như là lưa thưa cành liễu. Sau khi mà bỏ cái gốc rễ vào, chúng ta sẽ bỏ tiếp tục potting soil phải không ạ? Chúng ta sẽ bỏ potting soil và cũng theo một cái chu kỳ là ấn đất cho nó chặt để cho không có bị bọng không khí ở trong cái rễ cây. Và tỉa cái này cũng là cả một nghệ thuật đó anh Nguyễn Dung Tiến, tại vì cành nào mà Lan thấy nó cũng rủ cũng đẹp hết đó. Mình tỉa những cái cành ở trong một lần nữa phải không anh? Đúng rồi, tất cả những cái cành bên trong chúng ta sẽ tỉa bỏ để cho nó thoáng cái cây. Tức là quý vị phải dỡ cái những cái cành ở ngoài để mà tìm những cái cành nó mọc lung tung ở trong để quý vị tỉa đi cho nó thoáng. Và khi em cắt ngọn như vậy thì cây sẽ không còn cao nữa phải không anh? Đúng như vậy, từ vì chúng ta đã cắt ngọn rồi, chúng ta cho nó đi theo một cái chiều ngang thôi. Dạ. Thưa quý vị, tương đối là nó đã thoáng. Dạ. Thì tùy cái sự thoáng mà chúng ta muốn. Dạ. Thưa quý vị, đây là một mộc lan nói là cái lá nó rũ, thì đây là cái hình thức rũ. Thì thưa quý vị, cái hình ảnh khởi đầu nó nằm trong một cái chậu nhựa mà để dưới đất, thì quý vị sẽ không thấy nó có đẹp, một cái mỹ quan. Sau khi chúng ta vào một cái chậu cao, thì quý vị nó đúng cái tầm mắt. Và cũng nhân tiện trình bày những cái cây thì chúng tôi trình bày đúng cái tầm mắt của người nhìn, thì nó vẫn hay hơn, hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên mình đang thấy một cái cây liễu rũ mà mọc ở trong chậu như vậy, rất là đẹp anh. Nó không phải là, nó là tùng. Rồi, thì bây giờ tôi xin trình bày tiếp trong cái chương trình này một cây thông đen, Black Pie. Đây là cái cây mà anh Nguyễn Dung Tiến nói rằng sau khi mà tỉa xong sẽ rất là đẹp, thưa với quý khán thính giả. Sereno, đốt cái này nặng lắm anh Nguyễn Dung Tiến ơi. Tira, lễ hội Atras. Vườn cây Mimosa XLA là vườn cây số 1 của miền Nam California trong gần 36 năm qua, với đầy đủ những loại cây ăn trái và hoa rất độc đáo của cả hai miền ôn và nhiệt đới như Sabuche, xoài, nhãn, vải, đu đủ Việt Nam tức là Red Lady, thanh long, cherry gò công, me ngọt Thái Lan, mãng cầu sim, na dai, khế, chùm ruột, xoài xanh Thái Lan, ổi không hột, đu đủ lùng chỉ 2 đến 3 feet đã có trái, đu đủ Hawaii, táo tàu hồng giòn và còn nhiều nhiều nữa. Vườn cây Mimosa XLA tọa lạc tại 6270 Austin Street giữa đường Olympic và Whittier, thành phố Los Angeles, điện thoại là 323-722-4543. Vườn cây Mimosa XLA kính mời. Trở lại với lại cái phần mà tỉa cây để thành một cái cây kiển đẹp, thì đây là cái cây thông đen phải không ạ? Tại sao thông đen vậy anh? Tiếng Mỹ gọi là Black Pie, nó có White Pie nữa.
Rồi, thì chúng ta sẽ làm được cái cây này, chúng tôi sẽ lấy ra khỏi chậu kít tà là bút này. Lúc nào cũng phải lấy ra khỏi chậu, chẳng hạn như bây giờ mình không có sức, mình chỉ tỉa thôi mà mình không cần lấy ra khỏi chậu được không anh? Thì trong mọi trường hợp mình muốn trình bày cái cây này đó vào trong một cái chậu kiển. Thưa quý vị, ví dụ như là cây nó quá già trong chậu á, nhân viên của tôi sẽ đạp lên chậu như vậy một cách bình thường. Không có cái gì đáng sợ cả. Rồi. Rễ nó mọc ra luôn cả ngoài cái nó già cây trong chậu. Và thưa quý vị, tất cả những cái cây mà chúng ta làm cây kiểng á, tất cả đều phải dùng những cái cây có lá nhỏ. Chúng ta không thể dùng cái cây lá lớn được, tại vì lá lớn nó không thể làm cây kiểng, khó làm lắm. Chỉ có cái cây mà nho đó thì mình đang thấy lá nó lớn hơn là những cây. Vậy mỗi tháng chúng ta phải tỉa một lần. Còn PA, cho PA, coi rồng PA là RAM mà. PA. Cây này là già lắm rồi phải không anh? Yeah. Nó ăn cứng vào trong cái chậu. Ok, vô pin sụt cái S này. Thưa quý vị, tôi là một người khá tiếc về cái vấn đề môi trường. Do đó chúng tôi không muốn vứt cái plastic vào trong cái môi trường rác. Nhưng mà trong trường hợp này thì không thể không làm. Trường hợp này thì chúng tôi phải làm, bởi vì chúng tôi không thể lấy ra khỏi cái chậu dễ dàng. Do đó nhân viên của tôi phải hủy bỏ cái chậu. Thì những cái trở ngại này nó cũng cho quý vị một cái trở ngại để mình sẽ giải quyết. Thưa quý vị, đây là một cây mà thông đen. Thì chúng tôi sẽ là tạo dáng cho cái cây thông đen trước khi cho nó vào chậu. Ok, có kít ta là stuck à. Chúng tôi sẽ bỏ cái gốc cái cây chống của nó. Revolta ok. Thưa quý vị, tôi vừa mới xoay lại đó. No, too much. Ok. Tại vì tôi sẽ chọn cái chỗ này, cái hướng này để làm mặt tiền của nó. Ok, và có tờ lề. Thì chúng ta cũng sẽ từng bước một là tỉa bỏ bớt những cái cành nằm rũ xuống dưới. Chân xà tố tôi là ra mà kể kể Acosta Avajo. Cái cây này á mình đang thấy rất là khó tỉa thưa quý vị, là tại vì nó tùm như vậy cũng khó để mà tỉa lắm. Mộng Lan thấy anh Nguyễn Dung Tiến tỉa những cái cành lá bớt đi nữa cho nó mỏng đi. Cái tà tốt là Oha Avajo. Avajo hả? Sí, Avajo là ram mà. Thưa quý vị, cái trên nguyên tắc là chúng tôi sẽ bỏ tất cả những cái lá nào nằm ở phía dưới của cái cành. Ok, cái tà là Oha aquí. Abajo. Sí. Abajo. Tước hết cái lá ra. Ok. No abajo, solamente no arriba. Thưa quý vị, đây là chúng tôi có một cái cánh tay đi ra, thì chúng tôi nhẹ nhẹ thử coi nó sẽ đi đến đâu. Và thưa quý vị, đây là một cánh tay đi ra, nhưng ngược lại nó lại có một cái cánh tay khác làm đè lên nhau, thì mình sẽ từ từ mình thử coi nó sẽ ra sao. Cành này nó sẽ bị che tất cả những cành ở sau, tôi quyết định bỏ. Manuel, tu quita abajo solamente. Dạ, anh sẽ tước hết những cái lá ở trên cái cành đó ra. Cũng vậy, chúng ta không
Một khi chúng ta cắt rồi thì chúng ta sẽ không gắn lại được nữa. Do đó cứ chậm rãi, dạ, từng bước một. Suy nghĩ rất kỹ trước khi cắt. Mùi thông thơm phân phức. Cây này sống quanh năm anh hả? Tôi lại không dùng chữ phương phức mà nói là mùi thơm tỏa ngát thôi. Dạ, yeah. Đúng là nhà văn có khác từng quý vị. Và theo cái khuynh hướng mà anh làm đó thì mình đang thấy là anh chỉ giữ lại cái chùm đằng trước, còn ở trong là anh tuốt hết lá phải không anh? Chúng ta làm cho nó thoáng cây. Dạ, yeah. Thì thưa quý vị thấy nhân viên của tôi ấy đã ở trong cái vụ tỉa cây, làm những cây kiềng này khoảng hơn 20 năm nay ở trong, yeah, vườn này. Do đó tự làm mà không cần tôi nói. Kinh nghiệm tràn đề rồi. Kíp ta là ô hà vá hồ kì. À vá hồ sổ lòng măng tề. No arriba, no arriba. Ok. Thì este aquí también favor. À vá hồ. Tờ nia biên là arriba. Y kíp ta. Ô, đây kíp ta là mano. À, cuối cùng tôi quyết định bỏ luôn cành này là bởi vì cành này và cành này á, sẽ là hai cành chính mà cành này nằm ở giữa nó sẽ bị tối. Abajo, here, aquí. Sí, tú mira, abajo. Yo dice abajo la rama. Sí. Bắt đầu nhìn thấy cây kiểng rồi đó anh. Và trước khi mà thực hiện cái công việc tỉa cây này thì nhà văn nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Du Tiến cho Mộ Lan biết là cái cây này sau khi tỉa xong sẽ rất là độc đáo thưa quý vị. Mà thật như vậy, hồi nãy quý vị thấy một khối như một con quái vật vậy, bây giờ đã có được cái dáng rất là đẹp. Để thử cái nó có không? Không. Tự vì phấn thông vàng. Dạ. Trời ơi, nghe hay quá, phấn thông vàng. Mà cái cây này có phấn thông vàng không? Ô phấn. Nếu mà người nào ở trên Đà Lạt đó thì thấy nhiều khi cái trái thông đó, khi mà nó chín nó nở tung ra đó, thì cái một cái đám và cái phấn vàng nó bay. Thì đó là nó mang cái nhụy cây đi. Dạ, chắc là phấn thông vàng này sẽ là cái cuốn sách kế tiếp của anh Nguyễn Vinh Tiến sau Lính Đánh Về và Vàng Đen. Chỗ này nó dày quá tôi bỏ luôn, nhưng mà tôi không bỏ liền. Mình tỉa xong như vậy thì bao lâu mình lại phải tỉa cái tiếp để mà cho cái có dáng cho anh? Mình sẽ giữ cái dáng này. Dạ. Để cho. Đẹp quá. Nó giống như là những cái bãi cỏ nhỏ 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 mọc ở trên cái ngọn cây vậy đó quý vị. Như ok. Este aquí. Este là principal. Quita este. Sí. Lan được làm việc với anh lâu, bây giờ bắt đầu nhìn thấy được cái công trình của anh rồi đó quý vị. À, thưa quý vị, đây là một cái dạng tương đối tôi khá thích mắt. Thưa quý vị, đây là một cái dạng tạm thời mình cứ coi nó là phôi, nó chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng mà chúng tôi đã tạo được cái dáng của cái cây trong vòng 50 phút rồi. Thì tạm thời nó như vậy, về sau này khi quý vị có thể điều chỉnh thấy cái chỗ nào dày quá có thể bỏ bớt đi. Có nghĩa là theo cái tầm mắt nhìn mà thấy chỗ nào dày á, thì từ từ bỏ bớt. Từ vì chúng tôi không thể bỏ ngay để nhiều khi gắn vào lại không được. Hiện giờ chúng tôi đã có một cái cây tương đối cái dáng của nó tốt. Thì thưa quý vị, cái thế của cái cây nó dài từ bên này qua bên này. Chúng ta phải chọn cái chậu nào cho nó phù hợp với cái cây đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã có sẵn một cái chậu Suleva ST Trai. Cái màu chậu có quan trọng không anh Nguyễn Dung Tiến? Cái màu chậu thì tôi thích cái chậu mà không có văn hoa ở trên đó. Tôi thích cái chậu trơn hơn. Tại vì cái đó nó làm cái tầm mắt nó bị chi phối. Rồi muốn tập với cái tầm mắt. Ok. Thưa quý vị, chúng tôi đã có một cái chậu. Và bây giờ thử đặt lên để chúng ta điều chỉnh cái khối rễ. Ponga arriba primero pumira. Y cuánto quiera quita. Ok. Uno aquí, uno allí. La tronco aquí.
và mình đo cái khối rễ với lại cái chiều cao của chậu. Ồ, quá tốt, quá đẹp. Rồi, ok, ok, để hạ con mà xí. Sao về cái kít tả và kít tổ chẻ ra à vá hồ. Chúng ta sẽ bỏ một ít đất ở dưới đáy để cho cái cây nó thấp xuống. Thưa quý vị, về sau này khi nó lên rồi đó thì bao nhiêu cái cành nhỏ nằm ở dưới cái thân, cái cành chính đó, cái lá là chúng ta phải bỏ hết nhưng mà giữ lại phần trên. Còn tất cả những cái này chúng ta sẽ không tỉa. Ví dụ như là thưa quý vị, đây ví dụ như cành này, chúng ta sẽ phải bỏ tất cả những cái phần ở dưới của nó. Và nếu quý vị dùng cái kéo để tỉa ngang cho nó bằng như thế này thì sau đó nó sẽ bị cái đôi vết đen ở đây là bởi vì nhựa thông nó ra. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận như vậy. Thì một vài ít lâu sau thì đây, sau khi mà cái cây nó hoàn chỉnh thì những lần chúng ta tỉa cho nó gọn thì chúng ta có thể làm như thế này. Có bao giờ mà mình chặt nhiều quá rồi cái cây nó lùng hơn thì sao anh? Không, nó canh, họ canh rồi. Dạ, nhưng mà nếu mà chẳng hạn như tay mơ như Mụn Lan làm á thì chắc là phải thì mơ cho từ có từng không từng chút từng bước một làm, không có vội. Dạ. Gần đây dạ. Nhân viên của tôi là những Revolta Complete. Dạ, hay quá. Dạ. Nếu mà chúng ta không có rành thì chúng ta nên thông làm cổ từ từ. No no, Revolta Mass. Mass thông thông cổ ở dưới. Mass. Ok, thông cổ ở dưới. Mass poquito. Y muy bien atrás allí. Bật ký tổ ở kia. Perfecto, solamente là trong cổ mát hún tổ gọi là perfecto. Thưa quý vị, tương đối là chúng tôi đã có được một cái cây hoàn chỉnh. Phun cả chỉa ra, một chất chưa. Và bây giờ thì chỉ cho potting soil vô thôi phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Và thưa với quý khán giả, trong lúc mà các anh nhân viên của anh Nguyễn Dung Tiến đang làm việc đó thì Mụn Lan xin thưa rằng chương trình Quê Nhà Rất Xa, Hoa Vẫn Nở được thực hiện ngay tại vườn cây Mimosa X Sao Lê với nhà văn nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến cùng Mụn Lan. Và vườn cây Mimosa X Sao Lê tọa lạc tại 6270 Austin Street, thành phố East Los Angeles, trên đường Garfield. Quý vị đi trên đường Garfield là đường tránh đó, thì nó nằm giữa Olympic và đường Whittier, thì có cái đường nhỏ nhỏ gọi là đường Austin, quý vị quẹo vào thì vườn cây Mimosa X Sao Lê tọa lạc ngay ở tại đó. Và cái số điện thoại để quý vị gọi là 323-722-4543, 323-722-4543. Cảm ơn anh Huỳnh Dung Tiến thật nhiều. Cái cây này bây giờ rất là độc đáo và đẹp, nó như những cái chùm pháo bông đó thưa anh. Chúng tôi sẽ trình bày trong kỳ tới cách tưới của những cái cây chúng tôi đã làm. Yeah. Mời quý vị nhớ đón theo dõi, tại vì tưới tẩm rất là quan trọng nha quý vị. Nó còn quan trọng hơn là phân bón phải không anh? Và kính chào quý khán giả, hẹn quý vị trong chương trình Quê Nhà Rất Xa, Hoa Vẫn Nở kỳ tới. Vườn cây Mimosa X Sao Lê là vườn cây số 1 của miền Nam California trong hơn 36 năm qua, với đầy đủ cây ăn trái và hoa rất độc đáo của cả hai miền ôn và nhiệt đới. Đặc biệt Mimosa X Sao Lê đang có vú sữa, mít, sake, noni, mãng cầu do Thái, na dai, cây trứng cá, vải hoàng đế trái rất lớn, sabuche silas wood rất dễ có trái. Vườn cây Mimosa X Sao Lê mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, tọa lạc tại 6270 East Alton Street, thành phố Los Angeles, giữa đường Olympic và đường Whittier. Điện thoại 323-722-4543. Nhận Visa và Mastercard. Vườn cây Mimosa X Sao Lê kính mời.